Trước khi dô phim mình khuyên các bạn có thể ghé qua manga đọc thử nhé vì cái nét vẽ và biểu cảm nó đẹp hơn anime. Tập 1 Nam chính của chúng ta đang đi trên đường thì tình cờ thấy cô gái ngồi buồn bã giữa công viên, định bỏ đi nhưng rồi nghĩ lại Amane tới che ô cho bạn và hỏi sao lại ngồi đây. Mahiru đáp không có gì đừng bận tâm đến mình, vậy thì cậu cho bạn luôn cái ô rồi khuyên nên về đi kẻo bị cảm xong là chạy về trước. Nhân vật chính của chúng ta là học sinh lớp 10 và ngay hôm sau cậu đã bị cảm, Thằng bạn hỏi Amane cho ai mượn ô thế thì cậu đáp chỉ là người đi đường thôi, bởi Mahiru chính là thiên sứ của ngôi trường cao trung này, ngoại hình xinh xắn thành tích rất xuất sắc lại còn giỏi thể thao và khiêm tốn. Phần lớn đám con trai đều muốn hẹn hò với cô ấy, còn đây là thằng bạn thân Isuki của Nam chính đã có người yêu. Trở về khu căn hộ tình trạng bệnh của Amane càng nặng hơn thì lại thấy Mahiru đang đứng đợi mình, nhỏ nhất định muốn trả cái ô cho cậu và đã nhận ra Amane vì cho mình mượn ô mà bị sốt. Cậu nói không cần bận tâm nhưng lại đi đứng không vững vậy thì Mahiru muốn trả ơn cho cậu, vừa mở cửa ra là một căn phòng ngập tràn rác. Amane thì nhất định không bao giờ muốn công khai chuyện này ở trường, rằng hàng xóm ngay kề nhà cậu sau khi lên cấp 3 sống một mình lại chính là thiên sứ. Tối đó ngủ dậy, Amane đã thấy Mahiru đang đứng trông non mình và cậu thì ngủ được khoảng 2 tiếng rồi. Cô còn nấu cả cháo và bảo cậu kẹp cái đo nhiệt độ vào, nhưng người ta còn chưa ra khỏi phòng, ông tướng đã vén áo lên rồi, Giờ thì Amane đã hiểu lý do bọn con trai xung quanh đều nói cô ấy dễ thương. Cậu chỉ định uống thuốc rồi ngủ thôi nhưng Mahiru khuyên bạn cần nghỉ ngơi đầy đủ để hệ miễn dịch hoạt động. Amane thật sự ngạc nhiên khi cô ấy lại biết nấu ăn và còn rất ngon nữa. Mà nhân tiện cậu thắc mắc tại sao Mahiru lại ngồi xích đu giữa trời mưa không lẽ cãi nhau với bạn trai. Cô phải thanh minh mình chưa có bạn trai và cũng không có ý định cần bạn trai. Tại thấy Mahiru nổi tiếng thế nên nghĩ cô phải có một hai người yêu gì đó rồi. Nhìn nhỏ có vẻ đã giận Amane phải vội xin lỗi, mà cậu đoán không lẽ Mahiru định cho mình mắc nợ rồi hy vọng báo đáp, để thằng con trai mình không thích chăm sóc chắc thấy phiền lắm nhỉ? Tóm lại Amane muốn sau này nếu không có việc gì thì không cần phải dính dáng đến nhau nữa. Từ mai hai đứa chỉ là người dương qua đường, ấy vậy mà tối hôm sau đang đứng ở ban công, Mahiru lại hỏi cậu ăn cái gì thế, không thể tin bữa tối của một nam sinh cấp 3 chỉ là gói thạch. Cô lập tức chạy qua nhà đem cho Amane chỗ đồ ăn còn thừa của mình và nhỏ luôn tỏ ra tức giận mỗi khi được gọi là thiên sứ. Cậu ăn thử một miếng mà nó ngon nứt lưỡi, ngày hôm sau Amane đã rửa sạch cái hộp đem trả bạn thì lại được Mahiru đưa cho một hộp bữa tối nữa. Cậu không dám nhận nhưng cô cứ một mực hỏi cậu có dị ứng cái gì không để làm đồ ăn vậy thì không còn cách nào khác amane đành phải nhận lấy và kể từ đó ngày nào mahiru cũng đưa cho cậu hộp đựng đầy đồ ăn như một thói quen thường nhật tới trường amane phải hỏi thằng bạn isuki có thấy mình yếu ớt lắm không đúng thật cậu da trắng mảnh khảnh lại còn vẻ mặt thiếu sức sống nhưng dạo này có vẻ sắc mặt đỡ hơn chút rồi không lẽ amane đã xem lại chế độ ăn nghe đến đây nam chính cũng đành cải thiện chế độ ăn uống bằng việc đi siêu thị mua sắm thế vậy lại tình cờ gặp ngay mahiru cô đang nhìn vào món khuyến mãi tri ân mà mỗi người chỉ được mua một chai Amane hiểu ý thì giúp cô bạn mua một chai và cũng khá bất ngờ khi thấy Mahiru biết tiết kiệm, dù sao cũng là sống bằng tiền bố mẹ gửi. Thấy Amane xách túi đồ dùng mình làm Mahiru có chút giật mình, cậu nói những lúc như này nhận lòng tốt của người khác sẽ đáng yêu hơn đấy. "Bồ chứ hiện giờ chưa đủ đáng yêu hả?" Trở về nhà, Mahiru định qua xin lại cái hộp đựng đồ ăn thì thấy Amane mới bị vấp ngã. Thì ra do cậu đang định quét dọn nhưng cái đống này nó bừa bộn quá, mà cứ nghĩ đến việc căn phòng bên cạnh mình bẩn thỉu lại thấy rất khó chịu nên Mahiru quyết định sẽ giúp dọn. Còn mắng Amane không biết làm việc nhà mà cũng đòi ở riêng, Mahiru bắt tay vào giúp đỡ và chỉ dạy cho thanh niên. Tạp chí không cần nữa thì gom lại thùng giấy thì gỡ ra rồi xếp gọn vào, quét dọn từ trên xuống dưới và tách riêng nắp chai khỏi chai nhựa. Mahiru sơ ý dẫm phải một cái áo trên sàn nhà trượt ngã nhưng cũng may Amane đã đỡ kịp, rồi cậu chìa tay ra đón bạn dạy. Nãy giờ vẫn tỏ ra bình thường nhưng vừa rồi Mahiru cảm thấy giật cả mình, mất nguyên ngày mới dọn dẹp xong nên Amane đành gọi pizza giao tận nhà. Hóa ra đây là lần đầu Mahiru được ăn đồ đặt hàng bởi nhà cô thuộc dạng giàu có có người giúp việc nấu ăn. Cô cắn thử một miếng mà không hiểu sao cứ thấy thanh niên nhìn mình chằm chằm, tại thấy Mahiru ăn ngon miệng quá nên cậu lỡ nhìn thôi. Amane cảm thấy thích nhìn phiên bản Mahiru không đáng yêu này hơn là khi ở trường, bởi tuy phiên bản này có khó ưa nhưng cô lại để lộ cảm xúc thật nên dễ giao tiếp hơn. Trước khi bạn về Amane hỏi ngày nào cũng chia cho mình đồ ăn thì cô được lợi gì? Đơn giản là vì Mahiru thích đãi người khác ăn thôi với lại cậu không hiểu lầm mình thích cậu là ổn rồi. Ngoài ra chế độ ăn uống của Amane cũng rất đáng lo ngại và cậu còn khen đồ ăn của cô ngon nữa. Tập 2 lại một lần nữa Amane thấy cảnh Mahiru ngồi một mình ở công viên với vẻ mặt bế tắc, có hỏi như nào nhỏ cũng nhất định không chịu trả lời, mà dựa vào chỗ lông dính trên đồng phục thì đoán Mahiru vừa chơi với chó hoặc mèo, thì ra vừa rồi cô đã cứu một con mèo ở trên cây không dám xuống. Amane bảo nhỏ đợi một chút rồi sau khi đi lấy đầy đủ đồ chơi dụng cụ tới cậu bắt Mahiru cởi quần tất ra, hóa ra là để làm mát vết thương trước rồi dán miếng giảm đau vào. Bởi thấy Mahiru chỉ cởi một chiếc giày và không chịu đứng dậy thì Amane hiểu cô đã bị chẹo chân do cứu con mèo nói rồi thánh quay mặt ra chỗ khác để bạn cởi quần tất sau đó làm như những gì đã nói lên vết thương của mahiru amane tệ hại ở khoản nấu nướng nhưng lại khéo tay trong khoản sơ cứu và vì biết sẽ không thể mặc quần tất khi rán giảm đau nên cậu đưa cho mahiru một cái quần mình chưa mặc để nhỏ che chân đi đồng thời cho khoác một cái áo để không bị ai nhận ra là amane đang cõng thiên sứ của trường dù sao đàn ông con trai đâu thể bỏ mặc một người bị thương đi bộ về được và thế là hôm sau tuy trời lạnh nhưng cậu chỉ mặc mỗi cái quần đùi vào tiết thể dục còn anh chàng này là Kadowaki được mệnh danh là hoàng tử trong trường. Tuy là bạn cùng lớp nhưng Amane chả mấy khi nói chuyện. Hết thiên sứ lại đến hoàng tử mới lắm chuyện. Tình cờ ngó ra thấy Mahiru đang nhìn mình mà cười mỉm. Nhưng mấy thằng bạn đứng cạnh còn tưởng thiên sứ vừa nhìn mình mà cười. Chiều tối cô đêm qua trả Amane bộ quần áo cũng như tiếp tục là đồ ăn nữa, chân Mahiru cũng hầu như không còn đau nữa rồi. Amane phải nể phục thiên sứ thật chỉ với một nụ cười mà làm bọn con trai tràn trề khí thế. Nhỏ lại cáo không muốn bị gọi bằng cái biệt danh ấy mà cũng chả hiểu sao chỉ cười thôi thì có gì đáng mừng chứ. Nhân tiện Amane nhắc về hoàng tử Kadowaki nhưng Mahiru cũng chẳng có cảm giác hứng thú gì với cậu ấy cả. Sự thật thì việc bản thân mình đáng yêu cô cũng tự nhận thức được và cũng luôn làm mọi thứ rất chỉn chu. Điển hình là bữa ăn hôm nay rất thịnh soạn Mahiru nhắc cậu bỏ vào lò vi sóng rồi ham ăn. Nhưng thỉnh thoảng Amane muốn ăn món vừa nấu xong làm nhỏ thắc mắc cậu định để mình vào nhà à. Nếu vậy cô đưa ra điều kiện cậu chịu nửa tiền đồ ăn thì mình sẽ sang nhà cậu nấu cơm. Thật ra Amane còn mong được chịu nửa tiền đồ ăn ấy chứ vì suốt ngày được cho không. Mà nhắc trước nếu Amane định làm gì thì Mahiru sẽ xử đẹp cho cậu khỏi ngóc đầu dậy được luôn. Nhưng dù sao cô cũng nghĩ mình không phải kiểu cậu thích nên không đáng lo lắm. Tóm lại hai người đưa ra với nhau nhiều điều kiện để bắt đầu việc nấu ăn tại nhà Amane. Như tiền nong việc đi chợ và dọn bát đĩa phải được chưa đều. Toàn bộ đồ trong bếp nhà cậu đều còn mới tinh chưa hề có dấu hiệu đã sử dụng qua. Mahiru bắt đầu nấu ăn nên đuổi thanh niên ra phòng khách ngồi đợi. Mà sao Amane cứ có cảm giác như đã lấy vợ rồi vậy? Thấy Thánh nhìn mình chằm chằm cô còn nhắc đang nghĩ ngợi linh tinh cái gì đấy. Bữa ăn hôm nay nhìn quá đỉnh cậu vừa ăn vừa khen ngon cũng làm Mahiru thấy vui. Mà không hiểu sao nhìn biểu cảm cười rạng rỡ của cô ấy lại khiến Amane có chút bối rối trong lòng. Trong khi rửa bát cậu thắc mắc bình thường con gái mà lại nấu ăn cho cậu trai mình không thích thì tại lối ăn uống không lành mạnh của cậu với lại Mahiru vốn cũng thích nấu nướng. Còn nếu Amane không thích nữa thì thôi, nghe đến đây Thánh phải vội quay ra xin bạn hãy nấu cơm cho mình. Hôm sau lớp có một bài kiểm tra và Amane thì thuộc dạng học giỏi nên làm cũng khá ổn. Cậu còn khịa thằng bạn thân cứ mải mê chim chuột mà bỏ bê học hành. Nhưng Isuki cho rằng có bạn gái tuyệt lắm nếu thích ai đó chắc chắn Amane cũng sẽ thay đổi. Và đây chính là Chitose bạn gái của Isuki cô bạn đứng im để bạn trai nựng nịu bón cơm chó trước mặt người khác. Isuki cho rằng người như Amane thực ra lại rất cương chiều người yêu, làm Chitose hóng hớt nếu Amane mà có người yêu thật thì cô rất muốn kết thân với bạn ấy. Trở về nhà nhìn bài kiểm tra của Mahiru thì nhỏ đạt điểm tuyệt đối và thậm chí còn xem trước nội dung của năm học sau rồi. Còn về Amane do điều kiện để được ở riêng là phải học giỏi nên cậu chỉ cố vừa đủ lọt top xếp hạng. Amane khen Mahiru thật cố gắng thì cô đáp tại không nỗ lực là không đủ rồi đứng lên ra về. Tình cơ nhìn thấy thẻ học sinh của cô ấy chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật nên hôm sau Amane hỏi Mahiru có thích gì không vì nhìn cô có vẻ không ham vật chất lắm. Nghĩ một hồi nhỏ đáp là đá mài dao có hạt mịn, méo thể tin đó là thứ một nữ sinh cấp bà muốn. Nên hôm sau Amane đã hỏi ý kiến Isuki thì được cậu ta gợi ý cho kem bôi tay. Chitose nghe tin nam chính nhà ta định tặng quà sinh nhật cho một bạn nữ thì rất tò mò nhưng cậu nhất định giấu nếu là người quen thì cô gợi ý cho mấy món nhỏ nhỏ như kẹo khăn tay hay vì chứ còn trang sức lại không hợp với cậu hoặc thứ dễ thương như thú bông cũng được nhưng con trai như cậu mà ôm thú bông ra quầy thu ngân thì khá khó xử vậy nên thanh niên liền dốc hết sức mở lời nhờ chitose đi mua đồ cùng mình amane phải cúi đầu tỏ vẻ chân thành nhỏ mới chịu giúp nhưng với điều kiện được khao ăn bánh kép nữa và rồi ngày hôm đó đã tới cậu nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi bên cạnh rồi lấy món quà ra tặng amane giải thích lý do biết sinh nhật bạn vì có nhìn ở thẻ học sinh Mahiro có vẻ không hề hứng thú với việc này thì cậu coi như đây là quà cảm ơn cho việc hàng ngày cũng được. Cô mở ra xem thì đó là lọ kem da, do Mahiro giúp cậu làm việc nhà và cái này rất hiệu quả lại dịu nhẹ cho da. Ngoài ra còn một món nữa mà có vẻ Amane hơi xấu hổ vì đó là con gấu bông. Cậu nói nếu không thích thì cứ vứt đi cũng được nhưng còn lâu Mahiro mới làm thế ngược lại phải trân trọng mới đúng. Dáng vẻ của cô ấy lúc này lại khiến Amane tim đập loạn nhịp nữa tự nhủ không được nhìn Mahiro như vậy. Thật ra thì đây là lần đầu tiên cô được tặng quà thế này vì Mahiru rất ghét sinh nhật nên luôn giấu với người khác. Và ngoài ra cô cũng không nhận quà của người không quen bao giờ. Còn Amane thì khác cậu đâu phải người lạ. Nghe đến đây thì chợt câu nói của thằng bạn thân hiện lên trong đầu nói về việc xoa đầu bạn gái. Amane xít chút nữa là lỡ đưa tay lên xoa đầu Mahiru rồi. Tập 3 hôm nay mẹ Amane ghé qua, vừa mới thấy mẹ thánh của chúng ta nói ngay con ổn mẹ về đi được không. Bà còn kể đã mất hàng giờ để đến được đây thì thánh lại cảm ơn mẹ đã lặn lội đường xa xa xôi còn giờ thì về đi. Thậm chí cậu còn cản lại nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể. Vấn đề mà Amane thấy khó chịu đó là mẹ đến đột xuất không báo trước. Nhưng mẹ cậu nhận ra nhà cửa thì sạch sẽ và da rẻ con cũng láng mịn hơn do ăn đủ chất làm thánh bắt đầu ré ngang. Chuyện là vừa rồi mẹ cậu tới đột xuất đúng lúc Mahiru đang ở trong này nên cậu bảo cô vào phòng mình trốn tạm. Còn lúc này đây mẹ Amane nhận ra hình như có hai người ăn thì cậu thanh minh là do bạn đến chơi. Tiếp theo sẽ kiểm tra phòng riêng thì Amane không cho vào vì là quyền riêng tư. Đến nước này bà mới nghiêm túc hỏi con đang giấu cái gì, lợi dụng lúc làm thằng nhỏ lúng túng mẹ cậu tiến thẳng vào phòng luôn và cái kết. Trước mặt hai người là hình ảnh thiên sứ Mahiru đang ngủ say, bà mẹ liền khen thằng con giỏi quá kiếm được cô bạn gái dễ thương hết sức. Cậu giải thích không phải vậy nhưng mẹ còn lâu mới tin, nếu không có tình cảm thì đời nào cu cậu nhà mình chịu cho con gái vào nhà. Trong đầu Amane thầm nghĩ thích thì cũng đúng là thích thật, mà ngay khi đó Mahiru vừa mới tỉnh ngủ thì hết hồn vội giới thiệu bản thân với mẹ bạn. Nhỏ lúng túng không biết phải xưng hô như nào thì lỡ miệng gọi là mẹ khiến cậu phải dục mẹ đừng làm cô ấy khó xử nữa. Bà liền quay ra trách con không gọi bạn gái bằng tên là không được đâu. Mahiru giải thích hai đứa mình không có mối quan hệ ấy thì mẹ cậu còn nói bắt đầu từ bây giờ cũng được mà. Tóm lại có giải thích hết nước miếng bà cũng không nghe mà còn cho rằng nấu ăn dọn dẹp nhà cùng nhau thì chắc là hai đứa đang sống thử. Tuy Amane nhà mình không giỏi ăn nói và thiếu thẳng thắn nhưng thằng bé rất thật thà lịch thiệp. Ngoài ra nó không có kinh nghiệm với phụ nữ nên mong cháu khéo léo điều khiển nó. Càng nói càng làm Amane khó xử cậu cứ đuổi mẹ về, đứng lên rồi mà bà còn nói nốt câu xin lỗi vì đã quấy dày khoảnh khắc ngọt ngào của hai con. Rồi lén xin thông tin liên lạc của Mahiru mà cô bé cũng ngoan ngoãn đưa cho. Còn lúc này Amane thấy tình hình không ổn chút nào mẹ mình mà đã thích Mahiru rồi thì bà sẽ còn chọc ghẹo nữa. Cô nhận xét cậu quả thật rất được mẹ trân trọng một người mẹ vừa sôi nổi lại dịu dàng mà đã lâu rồi Mahiru mới được gọi bằng tên riêng nên cảm giác cũng khá thích thú. Bởi cha mẹ tuyệt đối không bao giờ gọi cô như vậy hết, nhìn nét mặt được buồn của bạn Amane quyết định gọi thẳng tên Mahiru luôn. Vậy thì cô cũng gọi cậu bằng tên riêng nhưng hai người tuyệt đối không gọi khi ở ngoài. Sáng hôm sau là ngày công bố điểm bài kiểm tra Amane xếp hạng 21 còn Mahiru thì lại đứng đầu. Vậy thì cậu mua một hộp bánh ngọt coi như là món quà mừng cho việc cô xếp hạng nhất toàn khối, dù sao Mahiru cũng luôn cố gắng nên thi thoảng có thể thưởng cho bản thân. Trong khi đang ăn ngon miệng thì nhận ra Amane cứ nhìn chằm chằm mình rồi lại giật mình quay đi. Cô còn tưởng cậu thèm bánh nên đút cho miếng, nếu vậy Amane cũng đáp trả đút lại cho Mahiru một miếng để cho nhỏ thấy cái cảm giác xấu hổ khi bị bón cho ăn ra sao. Hôm nay cậu định thử tự nấu bữa chưa xem sao vì suốt ngày được cô ấy chiều chuộng đến trở nên phế vật rồi. Vậy thì Mahiru muốn chỉ đạo cho cậu chứ không khéo nổ tung căn bếp mất. Trải qua một hồi mệt nhọc với đống đồ ăn Amane đã nấu xong tuy nhiên ăn thử một miếng nó chả có vị gì cả. Cậu làm sai thiếu hết các bước rồi còn đây là món mà Mahiru làm mẫu thì ngon tuyệt. Thật ra cô có vẻ hơi không muốn cậu nấu ăn ngon cho lắm vì nếu thế mình hết nhiệm vụ mất. Nghe đến đây thánh của chúng ta lập tức đáp mình vẫn rất thích đồ do Mahiru nấu khiến nhỏ giật mình. Nếu vậy thi thoảng Amane có thể phụ giúp mấy bước lặt vặt cũng được. Hôm nay ở trường Chitose đang đòi được tổ chức tiệc Giáng sinh ở nhà Amane vì cậu sống một mình. Mà nhỏ con hơi nghi ngờ cô gái hôm trước được cậu tặng gấu bông có phải bạn gái không. Amane giải thích đó chỉ là cô hàng xóm tốt bụng hay giúp đỡ mình thôi mà cuối cùng vẫn phải chịu thua Chitose cậu cho phép tổ chức Giáng sinh ở nhà mình. Thánh còn véo má nhỏ cho chừa thói thích trêu chọc nhau làm Chitose mách bạn trai. Isuki liền nói chỉ mình mới được véo má cô ấy thôi xong là làm luôn mà lần này Chitose đổi hẳn thái độ thỏa mãn. Ơ ờ thế hóa ra chúng mày lại bón cơm chó à? Amane hỏi Mahiru có kế hoạch gì cho Giáng sinh không? Nhưng vì mấy đứa con gái mà cô chơi chung đều có bạn trai cả rồi còn bọn con trai rủ thì cô từ chối nên chống lịch. Cậu đành kể về vụ Giáng sinh với hai đứa bạn mình tổ chức ở đây. Nếu vậy khi nào kết thúc thì Mahiru mới qua nấu ăn cho sau làm Amane cảm thấy hơi có lỗi. Cậu thắc mắc bạn có cô đơn không nhưng cô đã quen ở một mình rồi nên không sao. Nam chính liền lấy hết can đảm lúng túng mời Mahiru có thể ở cùng nhau vào hôm Giáng sinh không. Vậy thì cô muốn chơi game do chưa chơi bao giờ và rồi ngày có hẹn với bọn bạn đã tới ở trong nhà người ta mà hai đứa nó ngồi vào lòng nhau như đúng rồi. Chitose nhận ra có mùi con gái đâu đây làm thánh giật mình. Nhân tiện cô kể hôm trước đám con trai đã lập thành nhóm súng lại mời thiên sứ đi chơi nhưng bị từ chối hết. Cô ấy nói có hẹn với người khác rồi. Kể chuyện xong Chitose lại nói mấy câu đá đều thánh của chúng ta nữa xong là lăn vào người bạn trai làm nũng. Nhận ra có tuyết rơi hai người họ vội vã chạy ra xem và cái kết đã vô tình nhìn thấy Mahiru ở ban công nhà bên cạnh. Tám con mắt trợn tròn nhìn nhau không biết phải nói cái mẹ gì. Tập 4 Mahiru phải xin lỗi Amane vì đã để lộ bí mật là hàng xóm nhưng dù sao cậu cũng không trách được. Tóm lại hai người kia đang phân tích lâu nay thiên sứ chính là cô hàng xóm thường chia đồ cho Amane, nghe nó giống tình huống vợ tới thăm chồng đi làm xa vậy thì hai người vội phủ nhận không có chuyện đó. Cơ mà hóa ra người được tặng thú bông chính là Mahiru thì Chitose lại hơi nổi hứng muốn trêu chọc, nam chính phải khẳng định rõ bọn này không có mối quan hệ ngọt ngào như mấy người đang nghĩ đâu, nhưng Chitose cũng nể Amane thật sự được một cô gái dễ thương nấu ăn cho. Lần đầu cô được ngắm mỹ nhân thiên sứ gần như này và hết lời khen ngợi từ làn da đến khuôn mặt. Nhỏ con tính chạm vào má thì Amane gạt ra giải thích cô ấy nhát lắm nên đừng có vô vập như vậy. Mahiru thì nãy giờ chỉ ngồi im quan sát không nói một tiếng nào. Chitose liền chìa tay ra muốn xin làm bạn với nhau thì cô cũng đành đáp lại. Isuki còn thì thầm vào tai nói nếu Amane có làm gì ngu ngốc với cô thì cứ mách mình. Mà nghe nói Mahiru nấu ăn rất ngon khiến Chitose nể phục bởi cô vốn nấu ăn không được giỏi nhưng bạn trai vẫn luôn mỉm cười ăn hết. Sau khi hai người họ ra về Amane mới xin lỗi vì bọn bạn lắm mồm của mình mà dù sao Mahiru cũng cảm thấy khá vui. Cậu còn khuyên nếu Chitose đùa dai quá cứ gõ cho nhỏ một cái nhưng đương nhiên là cô không thể dùng bạo lực được rồi. Mahiru đã về thì lúc này nam chính mới nghĩ lại vừa rồi hai người bạn của mình đã thân mật với cô ấy, giá như đây là bí mật của riêng hai đứa lâu hơn chút. Ngay sau đó cô đã trở lại đem theo món bò hầm đã nấu ở nhà, nó ngon đến nỗi Amane vừa thổi vừa ăn hết sạch. Thấy cậu rất hạnh phúc vì những món mình làm khiến Mahiru thấy cũng thật vui, việc nấu ăn giỏi cô học được từ người chăm sóc mình, người ấy từng nói nhất định phải nắm được dạ dày của người khiến mình hạnh phúc. Amane xin lỗi vì mình lại là kẻ đầu tiên được thưởng thức nhưng cô cho rằng đây là luyện tập. Với Mahiru đồ ăn của người ấy nấu là hương vị hạnh phúc và với Amane thì đồ ăn của cô cũng là hương vị hạnh phúc. Tuy nhiên Mahiru vẫn rất tự ti vào bản thân chưa biết liệu mình đã thật sự nấu được hương vị hạnh phúc chưa. Amane phải thẳng thắn nhận xét chúng ngon đến nỗi cậu muốn ăn mỗi ngày, nhưng rồi đột nhiên lại thấy ngại mà lảng qua chuyện khác. Trưa hôm sau Mahiru đã ghé qua nhà cậu để chơi game như đã hứa, thấy cô ấy cứ nhìn mình chằm chằm thì hiểu nhỏ không biết cách chơi nên Amane tiến lại gần cầm tay chỉ dẫn. Nhưng rồi giật mình nhận ra đang ở sát nhau hai người đều vội xin lỗi và không khí trở nên lúng túng. Mahiru chơi game thậm chí còn nghiêng người theo màn hình khiến Amane phải cảm thấy dễ thương hết sức, bất ngờ cô ngã tựa đầu lên đùi cậu thì ngượng đỏ bừng mặt. Thấy Amane cứ cười khiến Mahiru cho rằng cậu đang chế giễu mình thì cậu phải giải thích chỉ tại thấy Mahiru dễ thương thôi, rồi đột nhiên cô đập liên tục vào chân cậu mắng là đồ ngốc. Sau một hồi vất vả đã chiến thắng được game thì nhỏ sung sướng cười tươi, khiến Amane bất giác đã lỡ nhìn cô bạn chằm chằm. Cậu liền đi lấy tặng cô một phần thưởng cho việc giành hạng nhất trận đấu rồi ngượng mà quay mặt ra chỗ khác, món quà là ví giữ chìa khóa thì Mahiru nhất định sẽ trân trọng nó và nhận xét gu thẩm mỹ của cậu tốt thật, chỉ trừ gu quần áo ăn mặc thường ngày trả ra gì thôi. Mẹ Amane còn đã gửi cho Mahiru mấy tấm ảnh hồi cấp 2 của cậu lúc đó ăn mặc chỉnh chu hơn bây giờ nhiều, cô nhận xét nếu không để mái che thì mặt mũi cậu trông cũng được nói rồi vén tóc Amane lên luôn, nhưng phải bất ngờ sửng sốt vì một điều gì đó khiến cô lỡ nhìn chằm chằm. Amane liền đáp trả lại cậu cũng vén mái tóc của Mahiru sang một bên và cái kết có thứ gì đó cứ cuốn hút cậu không thể rời mắt. Hai người đang nhìn thẳng vào mắt nhau trong một không khí lãng mạn, cô cũng có quả Giáng sinh cho cậu đó là một chiếc khăn tràng cổ ấm áp. Ngắm nhìn bạn một lúc Amane nhận xét biểu cảm của Mahiru đã dịu dàng hơn so với hồi lần đầu gặp, cái cách cô cười thật sự dễ thương sẽ thật lãng phí nếu không để lộ nhiều. Nghe đến đây Mahiru lập tức trùm cái khăn lên che kín mặt cậu như thể đang muốn che giấu thứ gì đó. Amane thắc mắc cô đang ngại sao thì nhỏ đứng bật dậy ra ngoài trời ngắm sao, cậu liền lại gần khoác cho cái áo tránh bị cảm. Hai tháng nay Amane đã biết ơn bạn rất nhiều nên đang thật lòng cảm ơn, nhưng Mahiru cũng biết ơn cậu ở nhiều chuyện mà có lẽ cậu sẽ không nhận ra. Hôm sau thấy mặt Mahiru hơi đỏ, Amane đoán có lẽ bị sốt rồi nhưng nhỏ phủ nhận, vậy thì cậu bắt phải đo nhiệt độ chứng minh đấy sốt hơn 38 độ mà còn bướng bỉnh. Nói mãi Mahiru cũng không chịu đi nghỉ ngơi, Amane liền bế cả người cô bạn lên tiến vào phòng nhỏ. Cô có vẻ hơi ngại khi cậu định vào phòng con gái thì thánh dọa nếu không sẽ cho ngủ ở phòng mình. Vậy là rốt cuộc Mahiru cũng đồng ý ngủ ở phòng cậu. Đây là thời khắc Amane trả ơn việc lần trước và thắc mắc tại sao bạn phải cố gắng đến vậy. Mahiru lúc nào cũng cố gắng quá mức khiến cơ thể mệt mỏi. Cậu đứng lên tính rời đi thì bất ngờ nhỏ kéo chân lại. Nhưng rồi lại thấy ngượng mà buông ra chỉ dám chúc ngủ ngon. Dường như đã hiểu ý Amane liền ngồi xuống nắm chặt lấy tay Mahiru cho đến khi cô ngủ sáng hôm sau mới ghé vào phòng hỏi han tình hình và cậu cũng đã mua cháo với thạch cho bạn ăn. Đem đồ vào xong định rời đi nhưng Amane vẫn quan sát phản ứng của bạn và nhận ra mình nên ngồi lại với cô ấy. Đây là lần đầu Mahiru được ai đó chăm sóc vì khi hết giờ cô giúp việc trước đây của cô sẽ rời đi. Và buổi sáng và tối Mahiru chỉ luôn có một mình, cô cũng xin lỗi đã chiếm giường rồi còn làm phiền cậu. Nhưng Amane không trách mà cậu chỉ khó chịu vì người luôn bên mình lại bị ốm và lần này cả hai người đều chủ động muốn nắm tay nhau cho tới khi Mahiru ngủ hẳn. Amane cứ mãi ngắm gương mặt cô bạn mãi tay cậu thì nắm chặt hơn và trong lòng lo lắng rất nhiều. Tập 5 Đã là đêm giao thừa hai người chúc mừng năm mới lẫn nhau, Amane nhận được tin nhắn của Isuki và mẹ hỏi trêu đã đón giao thừa thân mật cùng Mahiru chưa. Còn bố cậu thì đang hỏi ý kiến con cho phép ngày kia bố mẹ qua thăm, Amane định báo với Mahiru mà cô ấy lại vừa lăn ra ngủ trên vai cậu vì mệt mỏi sau khi nấu cỗ Tết. Cậu lay vai gọi bạn dậy nhưng thậm chí Mahiru còn ngã nhào vào lòng Amane, khiến Thánh của chúng ta không biết làm gì ngoài hưởng thụ mùi của cô ấy thật thơm. Trường hợp thứ nhất là đánh thức bạn dậy thì Amane không nỡ làm vì cô ấy đang mệt. Trường hợp thứ hai là lục quần áo Mahiru lấy chìa khóa rồi cõng nhỏ về thì cũng không hợp lý vì phải vào phòng con gái. Chỉ còn cách bế cô ấy vào giường mình ngủ còn cậu sẽ ra sofa và Amane còn tranh thủ sờ má một cái. Đến sáng hôm sau thấy Mahiru chưa dậy Amane lại tiến đến gần ngắm nhìn gương mặt dễ thương lúc ngủ này. Một lần nữa cậu chạm tay lên bờ má mềm mại ấy. Cơ mà có vẻ Mahiru đang mơ màng còn rụi rụi mặt vào tay cậu hệt như một con mèo. Cho đến khi tỉnh giấc thì mới giật mình lấy chăn che đi vẻ ngượng ngùng và Amane cũng mặt đỏ như gấc rồi. Nhân đây cô mới hỏi cậu thích sờ má à vì cả hôm Giáng sinh lẫn tối qua đều bị sờ. Hóa ra lúc được bế lên giường Mahiru có hơi tỉnh giấc một chút nên biết hết, Amane phải nhắc lại tin tưởng thì cũng vừa phải thôi vì cậu vốn là con trai nên lần sau mà mất cảnh giác là mần thịt luôn đấy. Đã nửa năm mới được gặp lại bố và thái độ của Amane đối với ông lễ phép khác hẳn với bà mẹ. Vừa đến nơi mẹ cậu đã hỏi Mahiru đâu rồi vội vàng chạy vào gặp con dâu tương lai, bố cậu thì khác giới thiệu bản thân từ tốn còn nhắc con trai phải biết cảm ơn bạn đã luôn chăm sóc. Ông còn khuyên cháu nếu thấy Amane không tốt ở điểm nào cứ nói thẳng để thằng bé sửa vì nó rất ngoan. Nhưng Mahiru thấy cậu ấy tốt bụng không có điểm chê và trong đầu cô thầm nghĩ thi thoảng cậu ấy ngầu là đằng khác. Bố mẹ Amane có vẻ rất thân mật nhau mới ngồi có một lát mà ông bố đã nói được câu tán tỉnh rồi. Mẹ cậu có mang theo kimono vì được đi lễ chùa cùng con gái là ước mơ của bà. Nếu vậy Amane để cô ấy đi cùng hai người còn cậu sẽ ở nhà kẻo lỡ bị đám ở trường phát hiện nhưng bà mẹ lập tức biến đổi cho cậu khỏi bị phát hiện luôn. Nếu chịu khó chăm chút Amane cũng có thể trở nên rất ngầu, còn giờ là Mahiru trong bộ kimono vừa bước ra khỏi cửa cô ấy đã toát ra vầng hào quang rực rỡ. Để mẹ dục thì Amane mới chịu khen nó hợp với bạn lắm, nhưng đến khi chỉ có hai đứa cậu mới thật lòng khen Mahiru rất dễ thương và xinh đẹp như một mỹ nhân truyền thống thuần khiết. Mahiru cũng muốn khen lại cậu nhưng vì xấu hổ chỉ dám ghé vào tai nói thầm Amane ngầu lắm rồi bỏ đi. Mà đâu biết câu nói vừa rồi có tính sát thương chí mạng, đã đến chùa dòng người đi lại đông đúc đẩy Mahiru khiến cô ngã vào người Amane. Vậy thì cậu muốn nắm tay cùng đi cho khỏi lạc mặc dù có hơi ngượng. Sau khi đã cầu nguyện xong hai người cùng đi uống nước. Amane muốn thử một ngụm súp đậu đỏ của Mahiru làm cô hơi giật mình nhưng cũng đồng ý và còn xin một miếng rượu ngọt của cậu uống thử nhưng thánh của chúng ta giờ mới nhận ra lý do cô ấy hơi khó xử là hai đứa đang uống cốc của nhau thì vội xin lỗi cũng tại nhỏ Chito c suốt ngày làm thế thành ra cậu quen rồi hóa ra bạn bè thì có thể làm như vậy cũng được nên Mahiru cũng không ngại nữa mà uống luôn trở về nhà sau một ngày đi lễ chùa giờ thì cô đã hiểu được một chút cảm giác hạnh phúc qua bữa cơm gia đình rồi Thấy bạn như vậy làm Amane không thể kiềm chế được muốn xoa đầu, Mahiru liền mắng cứ vô tư xoa đầu con gái như thế là không được đâu nhưng cậu chỉ làm thế với mỗi cô thôi. Mông thì mắng chứ đến lúc người ta xoa xong lại có vẻ hơi tiếc nuối muốn thêm chút nữa nhưng vẫn làm bộ. Trước khi chạy về nhà còn mắng một câu đồ Amane ngốc khiến cậu suýt thì không đỡ nổi độ dễ thương. Cho đến ngày tiễn bố mẹ về lần này không chỉ bà mẹ mà ngay cả bố cậu cũng có ý muốn đẩy thuyền cho hai đứa. Mahiru động viên bố mẹ Amane đừng lo lắng vì cậu ấy rất tốt bụng. Hai người quay trở lại nhà Amane mới nhắc bạn vừa rồi đâu cần tán dương mình với bố mẹ làm gì. Cô nghiêm túc đáp đó không phải những lời nịnh nọt mà là tính cách của Amane thật sự dễ mến và đáng tin. Cô thấy ổn khi dành thời gian bên cậu nên mới nói thật lòng suy nghĩ ra thôi, tỏ ra khó chịu là thế chứ đến lúc đứng một mình Amane mới cười mỉm vì những lời nói đó. Và rồi tai mắt mọi nơi tin tức Mahiru nắm tay bạn trai đi chùa đầu năm đang dần lan ra khắp trường, cũng may họ không nhận ra anh chàng rất ngầu ấy lại đang học cùng lớp. Isuki nghe vậy liền vén tóc thằng bạn lên và hiểu ngay vấn đề. Về nhà thì Mahiru kể cô đã tạm thời phủ nhận nó chỉ nói đấy là người quen rồi đợi cho tin đồn lắng xuống, nhưng còn hơi thắc mắc chúng ta trông giống người yêu vậy sao? Amane trả lời luôn một người như mình không đời nào là bạn trai Mahiru được. Nghe đến đây cô liền mắng cậu không được hạ thấp bản thân như vậy. Amane là người tốt tính tình dịu dàng, biết quan tâm và lịch thiệp. Với lại lúc ăn mặc sành điệu trông cậu rất ngầu, thánh của chúng ta xấu hổ quá vội lẳng đi rửa bát và Mahiru cũng không khá hơn là mấy đang ngồi ôm gối che mặt lại. Tập 6. Chitose thông báo sắp tới là tháng 2 có một sự kiện lớn thì Amane đoán là kỳ thi cuối năm. Đúng là cuộc đời nam sinh cấp 3 nhạt nhẽo cái sự kiện mà cô đang nói tới là Valentine, nhỏ muốn xin gợi ý của cậu về món sô cô la tặng cho Isuki. Mà nhân tiện cô còn cả khịa chuyện thánh của chúng ta ở trong phòng một mình với con gái nhà người ta nhưng lại không ra tay. Mahiru đang pha trà ngay bên cạnh nghe thấy thì cả hai đều ngượng chín mặt. Amane phải giải thích hai đứa mình không có mối quan hệ hẹn hò mà làm chuyện đó. Nhưng thật ra trong đầu cậu nghĩ đúng là mình có ham muốn với Mahiru thật. Tuy nhiên không muốn làm cô ấy khóc hay ghét mình. Chitose cũng định tặng cả sô-cô-la tình bạn cho nam chính nữa thì cậu nói mình muốn loại không quá ngọt. Mahiru thì định tặng cho các bạn nữ chơi cùng và cả Chitose nữa. Ngày lễ tình nhân đã tới, hoàng tử Kadowaki của lớp nhận được rất nhiều sô-cô-la tình yêu làm đám con trai chỉ biết ghen tị. Từ hồi cấp hai cậu ta đã luôn chật ních quà rồi vậy mà chẳng hề béo lên vì thuộc bên Điền Kinh. Isuki cũng nhắc trước luôn món quà của bạn gái mình tặng Amane là các viên sô-cô-la kèm theo ớt hạt tiêu mù tạt các thứ. Nhân tiện cũng thắc mắc cậu có được nhận từ người ấy không thì Amane không biết. Cuối giờ học đó Chitose đã tặng nam chính hộp sô-cô-la rồi đi chơi với bổ. Tình cờ thấy còn mỗi Kadowaki ngồi trong lớp có vẻ đang khó xử cậu liền lại gần cho bạn ấy một cái túi để đựng vừa đóng quà về. Rồi chúc bạn cố gắng lên và rời đi. Tối đó Amane bắt đầu trò thử thách với những viên sô-cô-la mà Chitose tặng. Nhỏ làm ngẫu nhiên cái thì vị cay, cái thì đắng, cái lại ngọt, Mahiru pha cho cậu một cốc sô cô la nóng uống để bớt vị cay và nó cũng rất ngon. Amane khá ngạc nhiên vì bình thường cô toàn pha sữa mà nay lại pha sô cô la. Thật ra vì hôm nay là Valentine nên Mahiru mới pha món này rồi lại ôm gối che đi nét mặt, rồi không hiểu sao nhỏ nhìn về phía cậu với ánh mắt lấp lánh xong là xấu hổ bỏ về nhà, ra đến cửa Amane mới biết hóa ra Mahiru có chuẩn bị quà cho mình. Biết cậu không hẳn thích đồ ngọt nên cô đã chọn một món dễ ăn thì ra nhỏ đã để tâm từ cái hôm Chitose hỏi ý kiến, khiến nam chính của chúng ta vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Hôm sau tới lớp Kadowaki đã lại gần cảm ơn Amane vì cái túi hôm qua. Khiến đám con gái khá ngạc nhiên vì bình thường nam chính có nói chuyện với ai ngoài Isuki đâu. Sau đó Isuki lại gần nhận xét Amane còn giữ chữ cả túi ni lông mua hàng thì chắc ảnh hưởng từ cô vợ đảm đang kia nhỉ. Mà tiện đây nam chính trách bạn gái cậu toàn tặng mấy cái ý tưởng dị hợm nhưng Isuki thấy điểm đó rất dễ thương ấy chứ, hai người thích nhau nhiều đến thế nhưng xui cái là cha mẹ Isuki thuộc dạng phản đối gay gắt việc con trai mình hẹn hò. Cậu định khi nào lớn sẽ từ từ thuyết phục và nhân tiện cũng nhắc Amane cố gắng với người ấy nhanh lên. Thánh của chúng ta vội phủ nhận. Trở về nhà thì thấy cô ấy đang ngồi ôm gối Amane cảm ơn về món quà hôm qua. Cậu muốn đáp lễ nhưng Mahiru không cần vì cô đã nhận được rất nhiều từ cậu rồi. Amane phải thuyết phục mãi cô mới chịu đồng ý nhận quà và chắc chắn cũng sẽ trân trọng nó như bạn gấu bữa trước. Nhân đây Mahiru hỏi sinh nhật cậu thì nó đã qua được 3 tháng rồi làm nhỏ dỗi. Nhưng lúc đó hai đứa cũng chưa thân thiết đến mức này nên sao có thể nói ra được. Nếu vậy thì cô muốn sinh nhật năm nay sẽ chúc mừng cậu hẳn hoi. Thánh của chúng ta thừa cơ hỏi nghĩa là Mahiru muốn ở bên mình đến tận lúc đó sao. Làm nhỏ hơi giận đập cái gối vào tay cậu và đáp ở bên Amane cô cảm thấy rất yên bình nên ổn thôi. Còn quay ra lườm cái nữa đến với cửa tiệm đồ dùng phụ kiện amane đang muốn tìm một món quà đáp lễ vào ngày valentine trắng đối phương không phải bạn gái nhưng có quan hệ thân thiết nên cậu được chị bán hàng tư vấn cho hôm nay trở về nhà tự dưng lại để kiểu tóc đẹp trai hôm bữa làm mahiru khá ngạc nhiên vì là ngày valentine trắng nên cậu muốn trải chuốt một chút mà không ngờ làm bạn khó chịu đến vậy nhưng mahiru đâu có nói là khó chịu chút nào đâu thật ra nãy giờ cô còn cứ liếc hoài ấy chứ nói thẳng ra là cậu ngầu quá mức đem lại cảm giác không được an tâm như bình thường Amane định đi trải lại nhưng Mahiru giữ tay cứ để như này cũng được. Món quà đáp lễ của cậu là một cái vòng tay rất dễ thương. Ngoài ra còn kèm theo một tờ phiếu lắng nghe bất cứ điều gì bạn nói và tự tay cậu vẽ cái con gấu này. Mahiru có vẻ rất vui cô muốn dùng luôn bằng việc nhờ Amane đeo dùng cái vòng tay. Sau khi đeo xong cho bạn nam chính dường như sững người lại vì cái hình ảnh trước mặt thật sự làm nhịp tim đập khó tả. Hôm sau đã kể cho Isuki về kết quả của món quà và cứ nghĩ lại tới cô ấy cậu lại thấy khó xử. Isuki chúc mừng như vậy là đã tiến triển rất nhiều rồi nhưng thánh của chúng ta vẫn cho rằng không hề có chuyện đó. Cậu bạn phải nhắc lại một điều rằng Amane luôn nói bản thân không xứng với cô ấy, giống như việc cậu đang thừa nhận có tình cảm với người ta vậy. Chiều tối trở về nhà có Mahiru đợi sẵn khiến Amane giật mình mà nghĩ như cô vợ mới cưới. Cô hay nói cậu gầy cần ăn nhiều để có thêm da thịt thì Amane nhấc tay nhỏ lên chứng minh Mahiru cũng gầy, nhưng đâu biết hành động cầm tay này lại làm người ta bối rối cậu liền xin lỗi vì đã đụng chạm. Cô nói mình không ghét bị Amane chạm vào đâu thôi bỏ mẹ nói nhầm rồi nhỏ phải vội sửa lại lời ngay. Mà nhân tiện hôm nay Mahiru không đeo vòng vì không muốn nó bị hỏng trong khi làm việc nhà. Cô chỉ đeo vào ngày nghỉ để giữ gìn cẩn thận cũng như tất cả quà của cậu đều trân trọng hết sức. Khiến Amane suýt thì không đỡ nổi vội vã chuồn vào trong thay đồ. Đứng trong phòng một mình cậu thầm nghĩ thế này khác gì vợ mới cưới. Tập 7 Isuki đem tới lớp nguyên một ba lô quần áo định ở lại nhà Amane vì mới cãi nhau với bố hồi sáng về chuyện người yêu. Dù sao từ mai cũng là nghỉ xuân rồi nên cậu đồng ý cho bạn ở lại ba ngày, vừa mới đến nơi thanh niên đã trêu xin lỗi vì làm phiền tổ ấm tình yêu hai người. Thánh còn thì thầm vào tai cả khịa thân thiết đến độ cho người ta chìa khóa vào phòng rồi cơ à. Mahiru làm bữa tối cho cả ba người thì Isuki ghen tị với nam chính ghê ngày nào cũng được nấu cho ăn. Amane không quan tâm mà quay ra khen đồ hôm nay cũng ngon lắm khiến Mahiru thấy vui đêm đến isuki phải nhận xét cậu đối xử dịu dàng với cô ấy như thế thì là thích người ta rồi còn gì ama nay chả chịu thành thật gì cả bọn bạn ở lớp còn nhận xét cậu là đứa nhạt nhẽo lầm lì nhưng cũng thật mừng khi mahiru hiểu được con người nội tâm của cậu nghe tin bạn trai được ăn đồ mahiru nấu nhỏ chitose lập tức cũng đòi đến ăn ké và thế là hai đứa nó đến nhà người ta sống nhờ mà bón cơm chó cho chủ nhà như đúng rồi ama nay nhìn ngứa mắt quá đành quay ra nói chuyện với mahiru Cậu khen món bạn làm là ngon nhất nên rất mong chờ lại khiến Mahiru thấy khó xử nữa. Đồ ăn hôm nay cô làm cho cả nhóm là omurice, nó thật sự rất ngon làm Chitose càng thêm nể phục Mahiru, thế nhưng nếu có thể cô cũng không muốn trở nên như Mahiru đâu. Bởi ở trường cô bạn cứ gò bó chán chán thế nào ấy, còn lúc ở nhà lại khác Mahiru cực kỳ đáng yêu đây mới là con người mà Chitose yêu quý. Cô khuyên bạn nên thành thật nhiều hơn ví dụ như việc làm nũng Amane chẳng hạn cậu ta là kiểu người rất mềm lòng với người mình thân nên chắc chắn sẽ chiều chuộng lắm luôn mahiru từ chối thẳng còn lâu mới làm vậy nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía cậu còn amane thì đang ngại quay ra chỗ khác tối đó bất ngờ chitose gửi một tin nhắn nam chính mở ra xem thì hú hồn đó là ảnh mahiru đang ôm bé gấu bông dễ thương quãi đạn isuki cũng nhanh tay chụp cậu một tấm rồi gửi cho chitose nói là ở nhờ ba ngày chứ mới được có một ngày cậu ta đã tạm biệt qua ở nhờ nhà cô bạn gái còn lúc này Amane đang thắc mắc về con gấu bông trong tấm ảnh thì Mahiru nói mình vô cùng giữ gìn nó. Vì đó là đồ mà cậu đã tặng nên ngày nào cô cũng chăm sóc vuốt ve còn ôm đi ngủ nữa. Nhỏ nói một chàng dài xong mới giật mình nhận ra kêu Amane quên hết những lời vừa rồi đi vì nghe chả khác gì một đứa trẻ con. Nhưng cậu không hề nghĩ vậy mà ngược lại còn thấy điều đó vô cùng đáng yêu ấy chứ. Để cho công bằng Mahiru bắt cậu phải tiết lộ một điều xấu hổ của bản thân, đúng lúc đó có một tin nhắn cô liền mở điện thoại ra xem mà không hiểu thấy cái gì làm nhỏ đỏ mặt tắt đi ngay. Hôm nay là một ngày thời tiết xấu Amane vừa về đến nhà thì tình cờ thấy mẹ Mahiru đang chê con gái là một đứa chẳng dễ thương gì. Cái bản mặt giống hệt gã đó nhìn phiền phức muốn chết. Bà nói khi mày tốt nghiệp chúng ta sẽ chả còn liên quan gì đến nhau nữa, và giấy tờ gì cần thiết cứ gửi qua bưu điện như lâu nay vẫn làm. Ngay khi bà ta rời đi, Amane lập tức chạy về phía cô thì Mahiru đành tiết lộ đó là mẹ ruột của mình. Cô đang định quay vào nhà lập tức bị Amane giữ tay lại muốn qua ở cùng cậu, dù Mahiru có từ chối cũng không được nên buộc phải sang nhà bạn. Càng thấy nét mặt buồn bã ấy, Amane lại càng nắm tay cô chặt hơn. Mahiru bắt đầu kể cha mẹ mình không kết hôn vì tình yêu mà chỉ vì hoàn cảnh gia đình và lợi ích. Ban đầu họ không hề có ý định sinh con nhưng chỉ vì một chút sai lầm mà Mahiru đã được ra đời và tất nhiên cô không có được sự quan tâm chăm sóc vì bố mẹ rất hiếm khi về nhà. Ngay từ bé Mahiru đã ít khi được thấy mặt hai người cô lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của người giúp việc. Những gì bố mẹ làm chỉ là quẳng tiền cho rồi rời đi, mặc cho Mahiru có cố gắng ngoan ngoãn trở nên hoàn hảo về mọi mặt đến thế nào thì cũng không bao giờ có được ánh nhìn từ hai người ấy, cũng vì cô mà bố mẹ không thể ly hôn lại chẳng bên nào muốn nhận nuôi con. Nên họ chỉ chờ đến khi Mahiru tốt nghiệp đại học sẽ coi như đường ai nấy đi, nhiều lần cô đã dùng bỏ bản thân ra ngồi xích đu giữa trời mưa một cách vô thức. Giá như mình chưa từng được sinh ra, nghe đến đây lập tức Amane khoác lên người bạn một lớp áo rồi ôm chầm Mahiru vào người. Giờ thì cậu đã hiểu lý do cô lớn lên với tính cách giỏi chịu đựng không muốn bị người ta thấy mình yếu đuối. Đối mặt với chuyện khủng khiếp đến thế mà vẫn cam chịu thực sự quá khổ đau nên cậu khuyên Mahiru hãy cứ khóc đi. Cô muốn Amane giữ bí mật chuyện này nói rồi mượn bờ vai cậu mà tựa vào khóc. Một lát sau Mahiru đã bình tĩnh trở lại và có thể tươi cười được rồi. Thế nhưng cô lại muốn mượn ngực cậu thêm chút nữa thì Amane cũng không có ý định từ chối. Mahiru trách bản thân tự tạo cho mình một vỏ bọc thiên sứ rồi lại kể khổ. Thật sự mình là một đứa con gái không hề dễ thương lại nhút nhát, ích kỷ, xấu tính không có gì đáng để thích. Amane nói thẳng luôn cậu khá thích cô đấy, đối với cậu Mahiru vô cùng dễ thương là cô gái mà mình luôn muốn bảo vệ che chở. Cô chỉ đang tiêu cực quá thôi vì người đã thấy và thích con người thật của Mahiru đang ngồi ngay trước mặt đây. Làm nhỏ đỏ bừng mặt thì thánh mới giật mình giải thích ý là cả nhóm Chitose hay Isuki cũng sẽ thấy vậy thôi, chứ không phải thích theo nghĩa khác. Nhưng chốt lại vẫn là một lời khen Mahiru vô cùng dễ thương, nếu vậy cô muốn Amane hãy làm những điều mà chỉ riêng cậu mới có thể làm được. Đó là nhìn mình nhiều hơn thì cậu sẽ luôn quan sát kỹ mọi nỗ lực của Mahiru. Giữ chặt cô lại thì cậu sẽ luôn nắm lấy tay và điều cuối cùng mà Mahiru muốn là hôm nay Amane hãy dùng cả cơ thể để giữ chặt mình. Một hồi sau nhỏ mới bắt đầu thấy xấu hổ khi bị lộ bộ dạng đáng thương, Amane nhắc nhở bạn nên biết ỉ lại vào người khác một chút vì cô không đơn độc. Bên cạnh còn có Amane Chitose Isuki và cả bố mẹ cậu nữa toàn những người rất trân trọng Mahiru. Cô hỏi cậu cũng trân trọng tôi sao thì làm gì có chuyện Amane để một người mình không trân trọng ở cùng. Cả hai cùng ra ngoài trời tâm sự về năm học mới sắp bắt đầu sẽ phải chuyển lớp mới mahiru mong chờ việc đổi lớp lắm mà thánh của chúng ta không biết cố tình hay không hiểu ý người ta nữa rồi đột nhiên cô ôm chầm lấy cậu từ đằng sau chỉ để cảm ơn một lần nữa vì đã được nhận quá nhiều thứ từ amane thật tốt khi có cậu ở bên mahiru luôn muốn cậu chỉ nhìn về phía mình thánh của chúng ta thầm nghĩ thế này mà bảo là không thích thì thật sự rất lạ bất giác cậu khen những cánh hoa anh đào trước mặt thật tuyệt về phía mahiru thì chẳng thích chúng chút nào kể cả là mùa xuân bởi cả khai giảng lẫn tốt nghiệp cô đều chỉ có một mình chẳng được ai nắm tay nhưng giờ thì đã có Amane ở bên rồi, cậu lập tức nắm chặt tay bạn, có lẽ Mahiru đã thích anh đào hơn một chút. Tập 8. Năm học mới đã bắt đầu, Amane vẫn may mắn được chung lớp với Isuki và Chitose, nhưng thanh niên Isuki còn đang trêu chọc thánh chắc khoái lắm khi được học cùng với cờ rút kì. Hoàng tử Kadowaki cũng chung lớp liền ra chào hỏi Amane, nhưng trong mắt cậu trợt hiện lên hình ảnh hồi cấp 2 cũng từng chào hỏi thân thiết với một cậu bạn hồi đầu năm để rồi sau đó xảy ra vài chuyện không hay khiến sắc mặt Amane trở nên hơi tệ. Về nhà Mahiru đã nhận ra liền hỏi Han cậu không khỏe sao rồi tự nhiên nhìn chằm chằm vào tóc. Hóa ra cô muốn thử chạm vào tóc cậu, Amane đồng ý cho bạn sờ thỏa thích thì được nhỏ mời nằm lên đùi. Thấy cậu phản ứng hơi bất ngờ cô còn tưởng Amane ghét đùi mình lắm nhưng thánh của chúng ta không biết phải nói gì. Vậy là Mahiru đang vuốt ve mái tóc bạn còn cậu thắc mắc nếu mình lỡ làm chuyện gì thiếu đứng đắn thì sao? Cô tin chắc Amane sẽ không có đủ dũng khí để làm thế nên cứ ngoan ngoãn nằm im cho mình xoa đầu đi. Cậu nhận ra hình như cô ấy đang quan tâm đến mình và mặt thì đã đỏ bừng rồi. Mà tự nhiên con bé nó trách gối đầu lên đùi con gái nhà người ta lại không đưa ra cảm nhận thật là xấu tính. Trong không gian căn phòng tràn ngập sự yên ắng lúc này, Amane đang tận hưởng một cảm giác thoải mái từ bàn tay vuốt ve mềm mại của cô ấy. Mahiru muốn biết suy nghĩ của cậu về lớp học năm nay, cậu đáp từ giờ sẽ phải giữ khoảng cách để không tỏ ra quá thân thiết với cô trên lớp mà chả hiểu sao nhỏ có vẻ hơi dỗi liền véo má cho cái còn nói ở nhà thì cứ như bình thường là được ama nay thầm nghĩ bình thường gì mà được gối đùi cứ như này cậu sẽ sớm trở nên phế vật mất thấy bạn đã hơi lim dim mahiru nói cậu cứ ngủ đi thì nam chính cũng không ngại nữa nhưng khi tỉnh dậy giật mình đập vào mắt cậu là tâm hồn, một tiếng vừa qua Mahiru đã ngắm nhìn gương mặt dễ thương ấy không chán, xong lại đưa tay ra sờ má mà nhận xét sắc mặt cậu đã khá hơn rồi, nhỏ cứ làm mấy hành động tùy tiện ấy nhưng đâu biết nó có thể gây sát thương cực mạnh đối với thánh của chúng ta. Hôm sau đi học về trên tay Amane là một túi rất to đựng đồ mà cậu vừa kiếm được ở khu trung tâm trò chơi, bất ngờ thay trong đó toàn các con thú bông dễ thương khiến Mahiru chỉ muốn ôm vào lòng, cơ mà lại bị Amane thấy trong bộ dạng trẻ con cô có hơi xấu hổ. Đã vậy Thánh còn cười tủm tỉm làm Mahiru giận liền đập đầu vào tay cậu. Amane giải thích không hề cà khịa chỉ là đang thấy cô dễ thương quá thôi. Nói rồi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu bạn thì Mahiru cũng không có ý gạt ra. Cô cảm thấy mình toàn nhận được rất nhiều thứ từ Amane nào là sự quan tâm cho đến quà tặng, nên rất muốn đền đáp lại gì đó. Nếu vậy Amane muốn bạn làm món pudding nhiều trứng nói xong phát hôm sau Mahiru đã làm luôn cho cậu rồi. Cô luôn cảm thấy vui thích khi được cậu ấy khen đồ ăn mình nấu ngon, được ăn đồ ngon như vậy mỗi ngày quả thật rất hạnh phúc thế nên Amane đều luôn chờ đợi. Thậm chí cậu còn muốn khen nhiều hơn nữa nhưng thế thì Mahiru xấu hổ chết mất, rồi đột nhiên Amane muốn nói cảm ơn trước vì sau này vẫn sẽ được cô nấu ăn cho mỗi ngày, nghe đến đây Mahiru đã giận lập tức đứng bật dậy mắng và đem cốc đi rửa. Amane đuổi theo cậu muốn rửa nó cho và đưa tay lên xoa đầu cô, nhưng nhỏ lập tức chạy ra ngoài đập mặt vào gối. Trên lớp hôm nay Kadowaki muốn ăn trưa chung với Amane, cậu ta cũng thừa nhận đang muốn làm thân vì bạn rất tốt bụng. Nam chính phải khẳng định lại kết thân với mình không có ích lợi gì đâu nhưng hoàng tử của lớp cũng đang thật lòng mà. Rồi chả hiểu sao Mahiru cứ lừa mình chầm chầm nên về nhà cậu tiến lại gần xin lỗi luôn dù không biết lỗi gì, nhưng cô không hề trách cậu mà tự trách bản tính mình hẹp hòi thôi. Tóm lại hai đứa cứ tranh nhau xin lỗi đối phương mãi, Mahiru mới nói tại cô thấy bất công vì Kadowaki là người cùng giới nên có thể thoải mái nói chuyện với cậu. Amane đáp một thiên sứ đột nhiên thân thiết với kẻ u ám nhạt nhòa mới là chuyện lạ ấy chứ. Cô lại mắng cậu nữa đừng có tự hạ thấp bản thân như thế, nếu được phép thì Mahiru rất muốn đối xử với Amane như mọi người. Nói xong nhỏ thực hành ngay bằng việc vào tiết học nấu ăn phân nhóm sáng hôm sau, Mahiru chọn luôn vào nhóm của hội Amane làm đám con trai ghen tị. Thật ra là vì được Chito C gạ vào từ trước rồi, Isuki lại trêu chọc đúng là định mệnh và cũng đừng quên ơn hai đứa này đã đẩy thuyền cho nhé. Giờ thì nói về vụ làm việc nhóm Isuki chỉ biết nấu ăn đủ để sống nhưng bù lại cậu rất giỏi trong làm việc nhà. Nghe đến đây không khác gì đang đá đều thánh của chúng ta vô dụng vậy, nhưng từ giờ Amane sẽ cố gắng hơn. Hôm sau tại phòng thực hành nấu ăn Mahiru và Amane làm việc dường như rất ăn ý, khiến Chitose phải nhận xét hệt như vợ chồng mới kết hôn ấy. Rồi chả hiểu sao Mahiru lại dùng giọng điệu nghiêm túc yêu cầu bạn tập trung làm việc A à thì da nhỏ đang xấu hổ Cho đến khi xong xuôi các món ăn giờ chỉ việc sới cơm rồi chụp ảnh làm báo cáo thôi Thanh niên này vừa nấu ăn vừa nghịch ngợm khua tay chân lung tung Lỡ sơ ý và phải một bạn đánh đổ hết nồi trứng nóng về phía Mahiru Nhưng thật may Amane đã ôm cô bạn ngả vào người mình Rồi lo lắng hỏi Han hai người không bị bỏng chứ Thanh niên nghịch ngợm kia bị Amane mắng cho một trận liền cúi đầu xin lỗi các bạn nhưng có lẽ thánh của chúng ta không nhận ra tay vẫn đang bám chặt lấy Mahiru. Chitose nhận xét Amane hôm nay bạo quá đi thì cậu đáp do hoàn cảnh thôi không phải thích chạm vào cô ấy hay gì đâu. Trở về nhà cậu lại xoa đầu Mahiru nữa. Liên bị nhỏ mắng đừng nghĩ xoa đầu bất cứ ai cũng có thể giải quyết được mọi chuyện. Nhưng Amane sẽ không làm thế với ai ngoài cô đâu nghe đến đây nhỏ lại đánh vào tay rồi mắng đồ ngốc. Xong quay lên lườm chầm chầm khiến cậu đang bắt đầu thấy ngại hỏi bạn muốn mình làm gì. À thì ra Mahiru chỉ muốn được xoa đầu tiếp, đấy hàng xóm nhà người ta như thế trả bù hàng xóm nhà tôi toàn thấy hát gánh mẹ um sùm giữa trưa. Tập 9 Sắp tới là kỳ nghỉ dài tuần lễ vàng nhưng có vẻ Mahiru không hứng thú mấy vì cô chẳng biết phải làm gì cả. Mà nhận ra Amane cũng rảnh, Mahiru liền sử dụng tấm thẻ yêu cầu muốn cậu dành ra một ngày trong kỳ nghỉ đi mua sắm và đi chơi cùng mình. Amane đồng ý ngay vì dù sao ngày thường mà có nhiều việc này cậu cũng sẽ làm thôi. Nhưng cô lại không biết cậu thích chỗ nào nên chưa quyết định được địa điểm vì muốn đi đâu mà cả hai cùng thấy vui, nhỏ mà cứ dễ thương như này thì thánh của chúng ta sao chịu nổi. Vậy thì có một chỗ Amane muốn đi là cà phê mèo, sau đó Mahiru muốn tới thử trung tâm trò chơi do chưa đến bao giờ. Nhìn nhỏ háo hức đợi đến kỳ nghỉ làm nam chính có chút bối rối, hôm sau Mahiru sẽ có một buổi dạy nấu ăn cho Chitose tại nhà cậu anh nhà nói chuyện với Chito C thì cục xúc đá xéo nhau, nhưng với cô hàng xóm lại khác cậu rất dịu dàng chờ đợi một bữa trưa ngon lành. Thành chỉ có một nguyện vọng mong Chito C hãy nấu cái gì đó ăn được, trong khi xem hai bạn làm Amane dần ngủ quên mất cho đến khi mở mắt dậy thì đã buổi chiều rồi. Nhưng cậu giật mình khi cơ thể đang chạm sát vào Mahiru, thì ra vừa rồi cô mới ngồi xuống bên cạnh mà Amane đã dựa vào nên cậu vội xin lỗi. Chitose từng thuật lại luôn Mahiru không có phiền gì đâu ngược lại cô ấy nãy giờ còn làm bộ mặt thỏa mãn nữa là đã thế còn bị lộ vụ gọi tên riêng nhau với nhỏ mới chết sau khi được Mahiru xác nhận là Chitose không bỏ độc vào đồ ăn thánh của chúng ta mới dám nếm thử. Cho đến khi cô bạn ra về Mahiru mới thừa nhận một chuyện, ban nãy cậu hỏi Chitose có đùa nghịch gì trong lúc mình ngủ không thì đúng là cô ấy không làm gì cả. Nhưng thật ra Mahiru mới là người làm đó là có trọt vào má với ngắm khuôn mặt và sờ tóc cậu. Không hiểu con bé này thành thật đến thế nào nữa, nhưng thật ra cậu cũng rất thích sờ má cô nên hiểu cảm giác mà Mahiru muốn sờ má mình được anh nhà vuốt ve má mà nhỏ làm cái mặt thỏa mãn chưa kìa mahiru thắc mắc giữa kiểu trong sáng và trưởng thành cậu thích kiểu nào hơn vì ngày mai hai đứa đi chơi với nhau ama nay nhận xét kiểu trong sáng hợp phong thái bạn trông rất dễ thương nhưng kiểu trưởng thành lại làm nổi bật vẻ đẹp và tóm lại cậu chọn kiểu trong sáng thế là sáng hôm sau mahiru diện đúng phong cách đó làm anh nhà có chút sững sờ cô búi tóc lên để không bị vướng víu khi chơi với mèo mahiru thắc mắc trông buồn cười lắm hả nhưng không hề cô còn dễ thương hơn nhiều ấy chứ Thả thính người ta trôi chảy vậy thanh niên cũng có máu tán gái phết chứ đùa. Đến với quán cà phê mèo nhìn bé nào cũng dễ thương hết, Mahiru vô cùng thích thú. Chỉ tiếc cứ bị chúng nó tránh xa làm cô buồn thì Amane động viên không phải bọn mèo ghét đâu mà do chưa làm quen thôi. Trước mắt hai người thưởng thức cà phê một chút nhưng nhìn cái cốc này dễ thương quá Mahiru không nỡ uống, nhưng cuối cùng vẫn phải liều lĩnh uống khiến Amane bật cười rồi cậu chụp cảnh cô bạn dính bộ ria trắng trên miệng. Cơ mà nghe Amane nhận xét dễ thương Mahiru đành tha cho không bắt xóa ảnh. Sau đó hai người đều được một con mèo ngồi lên lòng tỏ vẻ muốn được vuốt ve. Amane cảm thấy con này rất giống Mahiru làm cậu chỉ muốn vuốt mãi thôi. Bởi ban đầu nó cũng lạnh lùng thờ ơ nhưng một khi thân lại khá nũng nịu giống hệt nhau luôn. Tiếp theo cả hai cùng nắm tay nhau tiến vào trung tâm mua sắm. Cậu gợi ý bạn có thể vào xem thử vì trong bộ đồ này khá hợp cô và cũng hợp gu cậu nữa. Nghe đến đây Mahiru lập tức vào thay luôn. Trong lúc đứng đợi bạn bất ngờ có hai cô gái lại gần tán tỉnh ngỏ ý mời Amane đi uống trà. Mahiru vừa ra lập tức khoác tay kéo cậu tiến thẳng tới khu trò chơi luôn. Cô gấp được một con mèo bông trông như con ở cà phê mèo ban nãy thì muốn tặng bởi thấy cậu có vẻ thích nó. Thấy Amane cứ thẫn người ra tưởng không thích nhưng hóa ra vì cậu đang lo khi thấy Mahiru cố gắng gấp được nó đến vậy. Hóa ra là vì mình, Amane hứa sẽ trân trọng thứ này và định xoa đầu bạn thì đột nhiên Kadowaki tình cờ xuất hiện ở đây. Cậu khá ngạc nhiên khi lần đầu thấy Mahiru có người yêu làm cô phải giải thích không phải vậy, mà nhìn kỹ một hồi Kadowaki mới nhận ra thanh niên này là Amane chứ ai. Vậy là nam chính đành kể hết vụ hàng xóm cho bạn nghe thì hoàng tử cũng nhận xét Amane ăn diện trông rất ngầu. Nhìn phản ứng Mahiru còn đang ngại ngùng kia là hơi hiểu ra gì đó rồi, cậu hứa sẽ không kể bí mật này ra với ai hết vì mãi mới có thể làm thân được Amane sợ bị cậu ấy ghét. Trên đường về Nam chính phải thở phào cũng may chỉ bị lộ với Kadowaki cậu ấy thật sự rất tốt bảo sao lại đào hoa thế, thấy Amane lại tự hạ thấp bản thân mình Mahiru tiếp tục khiển trách nữa, rồi hai người nắm chặt tay nhau cùng đứng đợi tàu. Hôm sau tại quán karaoke Nam chính giải thích với Kadowaki không phải mối quan hệ như cậu nghĩ đâu, thì Isuki còn bồi thêm kể về vụ Mahiru đều đến nấu ăn cho cậu ấy mỗi ngày, được hoàng tử của lớp nhận xét vợ sống xa chồng làm thánh của chúng ta rất ngưỡng vội giải thích chỉ là chia đôi tiền ăn cho tiện thôi. Nhưng thường thì con gái sẽ không đến bên người mình không thích, đặc biệt là vào tận phòng chàng trai họ không tin tưởng đâu. Cậu hỏi nghiêm túc Amane có thích Mahiru không thì nam chính đỏ bừng mặt buộc phải thừa nhận có, vừa trở về đến nhà đã thấy cô ấy đang giấu giếm thứ gì đó làm cậu thắc mắc. Thì ra mẹ Amane mới gửi mấy tấm ảnh cậu hồi bé thì thánh lập tức đòi kiểm tra có thứ gì nguy hiểm không. Mahiru không có ý định đưa ra cậu liền ca vào ghế cho chọn một là do nộp hai là bị ép sát như này mãi. Cô lập tức lấy gối đẩy bạn ra khiến hai người ngã rơi vào một tình cảnh oai oam. Hai đôi mắt nhìn nhau chăm chú và Mahiru nhắm chặt lại như thể đang chờ đợi một điều gì. Thì thánh của chúng ta lại véo má xong bật cười vì mặt nhỏ kỳ ghê nhưng trong đầu cậu đang hú hồn suýt chút nữa đã trở thành một thằng tệ hại rồi. Mahiru đành nộp chiếc điện thoại cho cậu và ngón tay cô khẽ chạm vào môi. Tập 10 Mahiru thấy cũng lạ khi bố mẹ Amane lại cho một người không hề biết làm việc nhà như cậu sống một mình. Vì nhiều lý do nên Amane không muốn sống ở quê nữa, thấy nhỏ có vẻ rất lo lắng cậu vội xoa đầu nói không cần bận tâm đâu. Đơn giản là có vài người Amane không muốn chạm mặt nên mới rời khỏi quê hương nhưng giờ thì cậu đã ổn rồi. Nhưng Mahiru cho rằng cậu đang nói dối bởi cái vẻ mặt đau khổ và khi thấy cậu trưng ra bộ mặt này cô cũng buồn theo. Vậy thì Amane buộc phải kể ra cậu đã may mắn khi có được một gia cảnh tốt cha mẹ luôn trân trọng yêu thương lại dư giả tiền bạc. Tuy nhiên hồi đó Amane còn là một đứa đơn giản dễ bị lừa gạt và lợi dụng. Cậu đã vô tình nghe được mấy đứa hay chơi thân nói xấu sau lưng mình. Chúng nó chơi với Amane chỉ vì lúc nào cũng được cậu khao ngoài ra không còn giá trị gì hết. Amane liền lại gần giảng đạo lý nhưng đáng tiếc cậu không phải thầy huấn nên bọn nó không nghe mà nói thẳng ngay từ đầu tao đã coi mày là cái mỏ tiền. Tất nhiên không phải ai cũng xấu tính vẫn có những người muốn chơi với cậu nhưng dù vậy, Amane đã trở nên sợ hãi không tin tưởng ai kể từ lần đó rời khỏi quê hương. Nếu mà có ở đấy Mahiru đã đấm cho bọn nó mấy nhát rồi, Amane liền chạm vào tay cô bạn cậu không thể để đôi tay này bị thương được. Và lại nó cũng chả là gì so với những đau khổ của Mahiru, cô không chấp nhận ý kiến đó vì nỗi buồn của cậu là thứ chỉ cậu có không thể đem ra so sánh được. Mahiru cũng muốn giúp đỡ Amane cũng muốn trở thành chỗ dựa của cậu, cô sẽ nuông chiều cậu bao nhiêu cũng được. Tuy vô dụng nhưng Amane là người rất tốt bụng và kiên cường, cậu có thể làm nũng với mình, nói rồi Mahiru đập luôn mặt cậu vào tâm hồn mình. Lúc trước cô đã nhận được lòng tốt của cậu đã dựa dẫm vào cậu nên lần này đến lượt đáp trả. Nam chính ban đầu còn ngại nhưng nghe cô ấy nói xong thôi thì cứ buông thả cậu ôm Mahiru thật chặt, sau đó mới xấu hổ đánh mắt đi chỗ khác mà nói mình cũng là con trai mà. Mahiru có vẻ đã bực bội đáp không có chuyện cô ép người khác làm chuyện vừa rồi ngoài cậu đâu. Nghe đến đây Amane liền giữ cô bạn lại mà ôm chầm lấy từ phía sau làm nhỏ hoảng hốt. Cậu nói muốn được làm nũng thì cả hai đứa mặt đều đỏ bừng. Chiều đó Amane chạy bộ ngoài trời mà tự nhủ cần phải nỗ lực hơn để không thấy xấu hổ khi đứng bên cô ấy. Hôm sau tới lớp có bạn nghe đồn dạo trước Mahiru cùng một anh chàng đi dạo ở trung tâm mua sắm. Cô đáp đó chỉ là bạn thân thôi nhưng xét về định nghĩa hẹn hò thì đó đúng là một buổi hẹn hò. Làm đám con trai sừng sốt đổ dồn ánh mắt về phía Mahiru. Cô giải thích rõ hơn tuy hai đứa không phải một đôi nhưng đối với mình cậu ấy là người quan trọng nhất. Trở về nhà bị Amane thắc mắc thì cô đáp đó là sự thật vì cậu là người thân thiện đáng mến nhất. Số người mà Mahiru thích trên thế giới này rất nhỏ bé chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay và Amane nắm giữ vị trí số 1. Sắp tới Amane muốn tập luyện vận động cơ thể nhiều hơn nên sẽ ít thời gian ở nhà. Lý do thì chỉ đơn giản là con trai nên muốn rèn rũa thôi. Làm việc mình chưa quen ban đầu sẽ rất mệt nên Mahiru lại ngỏ ý nung chiều cậu một lần, nhưng bù lại cô cũng muốn cậu nghe nguyện vọng tham lam của mình một lần coi như trao đổi, rồi nhỏ ấp úng nói đó là xoa đầu vì cô thích được Amane chạm vào người. Và thế là không khí lãng mạn cứ thế đưa đẩy đêm đó Mahiru đã cởi bỏ bộ váy xuống, cô đã sẵn sàng trao cho cậu rồi nằm đè lên giường muốn Amane chạm vào mình, ngay khi được Mahiru tiến tới trao một nụ hôn thì thánh giật mình tỉnh dậy. Cậu nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ và lỡ bắn tùm lum rồi lập tức đi giặt quần gấp. Tới lớp thì Chitose với Mahiru có vẻ hơi lo vì nét mặt như sắp chết của Thánh. Cậu giải thích do buổi sáng có đi chạy bộ nên hơi mệt, mà được Mahiru lo lắng đến nỗi khuyên nên về nhà nghỉ ngơi làm Amane hơi khó xử. Thậm chí là khi về nhà nam chính cũng đáp lời cô bạn rất cụt lùn làm Mahiru còn tưởng cậu đang giận. Amane liền phủ nhận mà khẳng định Mahiru không hề làm gì cả và cậu cũng không ghét cô chút nào đâu chỉ là một vài lý do cá nhân thôi. Nhưng thấy cô ấy nhất định muốn biết Thánh Liều mạng kể về giấc mơ sáng nay Mahiru có quyến rũ mình. Cậu thấy thật có lỗi khi trong giấc mơ lại nhìn bạn bằng ánh mắt đó, nhưng thậm chí Mahiru còn muốn biết chi tiết khi đó mình đã quyến rũ Amane bằng cách nào. Chứ chẳng lẽ giờ nam chính của chúng tôi lại kể về vụ suýt chít với bà hả bà nội? Mahiru nhận xét cậu là người con trai trong sáng nhất mình từng biết thế nên mới gần gũi với Amane đến vậy. Cậu đáp lại mình có dây dưa với con gái mấy đâu nên cô cũng là người khác giới đầu tiên cậu gắn kết đến thế, mà hai đứa cứ nhắc đến cái chữ khác giới với lần đầu với nhau thánh của chúng ta xấu hổ muốn chết quay mặt đi. Nếu vậy Mahiru sẽ tựa vào lưng nói chuyện tiếp để bù cho cả ngày nay đã bị cậu xa lánh, hôm sau đã có lịch thi giữa kỳ Amane định rủ Isuki với Kadowaki qua nhà học nhóm, mà nhân tiện Mahiru cũng mới được Chitose nhờ giúp đỡ ôn tập nên cô xin cho học chung luôn. Kỳ thi này Amane có vẻ rất tràn đầy khí thế cố gắng vào top 10. Nếu vậy Mahiru sẽ tiếp cho một động lực đó là cậu mà vào top 10 thì có nói gì cô cũng làm. Thánh đỏ mặt thắc mắc nếu đó là yêu cầu nguy hiểm bạn có thực hiện không thì Mahiru đáp là có và cô cũng không quên cậu là con trai. Vậy thì thánh của chúng ta lúng túng nói muốn được gối đùi như lần trước. Việc này đơn giản Mahiru còn tặng kèm cậu một lượt lấy giấy tay nữa. Hôm sau ba người kia tới học nhóm. Mà vừa tới cửa Kadowaki đã phải nhận xét Mahiru ở nhà Amane tự nhiên như ở nhà chồng vậy. Sau một ngày ôn bài chăm chỉ và bữa trưa thịnh soạn cùng những cuộc trò chuyện cười nói vui vẻ của các người bạn. Trời đã sẩm tối mọi người chia tay ra về, Amane khen Mahiru đúng là kiểu người dốc hết sức thì cô đáp mình chỉ dốc hết sức cho người xứng đáng thôi. Làm thánh đỏ mặt tự nhủ ý cô ấy là không muốn rời mắt khỏi mấy anh chàng vô dụng chỉ biết dựa dẫm thôi. Mahiru đáp ổn mà đơn giản vì mình thích chăm sóc cho Amane. Cứ nghe mấy điều này rồi sớm muộn cậu sẽ biến thành đứa vô dụng không thể sống thiếu cô ấy mất. Bất ngờ nhỏ tiến sát lại gần lướt nhẹ ngón tay trên môi cậu khuyên bạn hãy cứ trở thành người vô dụng trong tay mình đi. Tập 11. Đã có xếp hạng thành tích Amane lọt tận hạng 6 và Mahiru vẫn cứ xếp đầu bảng như mọi khi. Thế là cậu cũng muốn thưởng cho bạn thứ gì đó nhưng cô chỉ nhờ thái lát mỏng chỗ dưa chuột rồi bóp hộ đống muối, bởi Mahiru đã hài lòng với hiện tại rồi không cần gì thêm. Còn sau đây chính là phần thưởng của Amane thì nhỏ lôi cả đồ nghề ngoáy tai ra làm cậu rất ngượng. Mahiru nói mình sẽ chiều chuộng cậu thật nhiều trong khi tay vỗ vỗ vào đùi thế là thánh cũng liều mạng đặt đầu lên thứ mềm mại ấy. Được Mahiru ngoáy tai cho làm cậu từ biểu cảm ngượng ngùng dần chuyển sang thỏa mãn. Cảm giác dễ chịu vô cùng, ngoáy xong một bên bắt đầu chuyển sang bên còn lại thì thánh mới nhận ra mắt mình sẽ đập vào thứ gì đó nên đành nhắm tịt lại. Làm xong Mahiru còn xin phép được xoa đầu càng làm nam chính cảm thấy mình hoàn toàn trở thành phế vật rồi. Cô khen sờ tóc cậu có cảm giác thích lắm thì Amane đáp lại tóc Mahiru cũng rất mềm mượt và xin phép lần tới cho chạm vào mà ai ngờ nhỏ còn nói rất thích được Amane chạm vào mình. Một lát sau cậu tỉnh dậy thì lại đến lượt cô bạn ngủ gật, có lay mãi cũng không chịu thức nên đành nhẹ nhàng vuốt ve bờ má một chút. Mà Mahiru còn lơ mơ gục hẳn vào ngực cậu để ngửi mùi thơm, Thấy nhỏ không còn biết trời đất gì nữa rồi Amane chỉ còn cách dìu bạn về tận nhà. Lần đầu được vào phòng ngủ Mahiru trước khi ra về cậu dặn dò sẽ trả lại chìa khóa để bạn yên tâm mà cô vẫn rất lơ mơ ngỏ ý muốn mời Amane lên giường nằm cạnh mình. Thấy cậu ta xoa đầu mấy cái xong tính chuồn đi nhỏ nhất định không đồng ý, dễ thương như này chết con nhà người ta mất Amane đành đặt con gấu nằm cùng thay cho mình thì Mahiru mới chịu để yên. Sáng hôm sau cô ghé qua phòng hỏi cậu đã thấy khung ảnh trên bàn phòng mình chưa và khi nghe là chưa thì mới yên tâm. Cơ mà Amane còn kể lại hôm qua Mahiru đòi mình ngủ chung bằng hành động vỗ vỗ sang bên cạnh. Nhỏ đỏ bừng mặt giải thích chỉ là cảm giác ở bên Amane rất thoải mái cũng như thích chạm vào người cậu, chứ không phải đòi ngủ cùng đâu, bà nội càng nói thế càng làm người ta khó xử hơn kìa. Nam chính nhắc nhở bạn lần sau dù có là bạn bè thân thiết thì cũng tuyệt đối đừng chủ quan như vậy nữa hôm sau tới trường trong tiết bóng rổ đám con gái hô hào cổ vũ kado waki còn chitose thì cổ vũ isuki chỉ riêng thiên sứ là khẽ vẫy tay nói thầm gì đó nhưng cũng đủ làm amane đỏ bừng mặt sáng hôm sau mahiru mới đổi qua đồng phục mùa hè nên ghé qua xin ý kiến cậu trước khi đi học thánh quay mặt đi chỗ khác miệng nói để chân trần có vẻ không hay lắm nhưng mắt cứ đảo qua liên tục mahiru lại tưởng bạn chê chân mình xấu mà không phải cậu chỉ sợ bọn con trai sẽ nhìn chằm chằm thôi còn mắng cô đừng để mình thấy dễ dàng thế chứ thứ đó chỉ nên cho người mà Mahiru thật sự muốn cho xem thôi. Nhỏ năm lấy áo cậu lúng túng hỏi nếu người mình muốn cho xem là Amane thì sao? Nam chính đành đảo qua một lượt từ trên xuống dưới mà khen rất dễ thương rồi dục nhanh mặc quần tất vào. Mahiru cũng thừa nhận luôn cô muốn Amane là người đầu tiên được thấy mình trong bộ đồng phục hè. Lát sau tới trường quả nhiên thu hút mọi ánh nhìn của đám con trai, tan học Isuki bận đi hẹn hò với bạn gái nên Kadowaki rủ nam chính cùng đi đâu là cả. Cơ mà vô tình thấy Mahiru vừa được giáo viên nhờ ghim lại giúp đống giấy tờ liên quan đến hội thao hai người đành ở lại phụ một tay. Trong lúc làm mới vô tình nghe được đám con gái nói xấu Mahiru không chỉ nịnh nọt giáo viên mà còn nịnh cả bọn con trai. Nhận xét nữ chính là loại thảo mai, thế nhưng Mahiru không hề bận tâm vì cô cũng biết chắc chắn sẽ có những vụ đó rồi. Không như các bạn nam thì đám con gái khá nhiều người ghét Mahiru nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ quý mến bởi cô là thiên sứ. Còn những bạn đã nói xấu thẳng hồi chiều nay chắc hẳn họ thích Kado Waki nên mới ghen tị. Dù sao cậu ấy không phải gu của Mahiru bởi hoàng tử với thiên sứ đều cùng vị trí cao sẽ không được lãng mạn cho lắm. Amane nhận xét con người gốc của cô dễ thương hơn phiên bản thiên sứ nhiều. Tuy lúc đầu hay cáu gắt nhưng khi quen rồi lại thấy Mahiru dễ ngượng ngùng, nhỏ bực bội đánh vào người cậu mấy cái. Rồi tâm sự lâu nay mình luôn hành xử như một thiên sứ để được mọi người yêu quý. Nhưng dạo gần đây bắt đầu nghĩ có lẽ không cần làm thiên sứ nữa cũng được nếu có người chấp nhận con người thật của cô. Amane rất vui vì suy nghĩ ấy thế nhưng cậu có chút lo lắng, lỡ như đến lúc nào đó một anh chàng khác sẽ biết về con người thật của Mahiru thì làm sao. Nhỏ liên mỉm cười nhận xét Amane đúng là dễ thương, nhưng nam chính thích được coi là ngầu hơn thì Mahiru lại khen bạn vừa dễ thương vừa ngầu. Thanh xấu hổ yêu cầu dừng lại nếu không sẽ động tay đấy, Vậy thì cô muốn động tay vào cậu trước luôn nói rồi nhẹ nhàng kéo mặt bạn lại gần mình và vẫn khen lại câu ba nãy. Tập 12. Bị Mahiru sờ má nhận xét là dễ thương làm anh nhà hơi cay lập tức một tay nắm lấy tay nhỏ một tay bịt miệng đè ra, đe dọa lần tới mà còn nói thế thì đừng có trách. Cơ mà khi vừa mới thả cô ấy ra Amane đã bị nhỏ kéo lại hôn một cái vào má rồi chạy về, để lại thánh của chúng ta với khuôn mặt đỏ bừng không hiểu tại sao. Sáng hôm sau tới lớp mới đụng mặt nhau quả nhiên hai đứa đều ngượng ngùng vô cùng mà lảng đi, tại giờ ăn trưa ở căng tin Isuki đoán Amane lại cãi nhau với người ta. À? Cậu đáp là chuyện khác cơ nhưng nhìn cái vẻ lúng túng kia Isuki liền mắng Amane định phế vật như vậy đến bao giờ nữa. Nam chính cũng thừa nhận dám mà mình đẹp trai cũng như được yêu thích hay có nhiều sự tự tin hơn thì đã chẳng phải khổ. Kadowaki nhận xét Amane mặt nào cũng đỉnh cả mà vẫn tự ti ghê. Tóm lại thì Amane bảo cậu bạn thân đừng có dục mình quá mà sẽ từ từ cố gắng. Chiều hôm đó trở về nhà Mahiru xin lỗi bạn về chuyện hôm qua đã bỏ ra ngoài trước bữa cơm rồi tiến lại gần ngồi. Sau vài giây lúng túng Amane đánh liều hỏi về chuyện trước đó thì cô đáp chỉ là hành động trả đũa thôi bởi cậu cũng đã làm vậy. Amane muốn cãi lại gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, hôm sau tới lớp lại là bàn về vụ hội thao sắp tới, Chitose đang ỉu xìu vì không được chung đội với bạn trai. Thậm chí chúng nó còn diễn vở kịch coi như đây là một bi kịch khi hai ta là kẻ thù nhưng lại thu hút nhau, một mối tình bị cấm đoán. Trở về nhà Mahiru nói tại hội thao cô tham gia vào hạng mục chạy tiếp sức và chạy mượn đồ. Amane thì ném bóng vào rổ và chạy mượn đồ thế là hai đứa có chung một hạng mục. Thành tích thể thao của cậu ở mức trung bình nên Mahiru hơi buồn khi cậu sẽ không tích cực. Amane động viên đừng lo có lẽ mình sẽ cố gắng hơn. Tiện tay đang ăn hộp sữa chua cậu đút cho Mahiru một miếng thì cô cũng không ngại ăn thấy cái nét mặt dễ thương ấy Amane lại nhường cho bạn cả hộp luôn, rồi ra đứng một mình tự nhủ cứ như vậy mình sẽ không thể giữ khoảng cách được với Mahiru nữa. Ngày hội thao đã đến hôm nay nhìn Amane có vẻ rất ổn không hề ghét việc vận động này, nhìn thế chứ Chitose rõ đỉnh qua mặt được cả đội Điền Kinh tham gia chạy tiếp sức. Hồi cấp 2 cô ấy là át chủ bài của đội Điền Kinh thế nhưng lên cấp 3 lại không tham gia vào bởi sợ sẽ xích mích với họ. Vì trong đội Điền Kinh có một đàn chị rất thích Isuki đã thấy cô còn có thành tích tốt hơn chị ấy, ngay khi hoàn thành cuộc thi Isuki hô hào chúc mừng bạn gái đã làm rất tốt. Sắp tới là trò chạy mượn đồ của Amane và Chitose là người phụ trách môn này nên nhắc bạn cứ mong chờ đi. Làm cậu bắt đầu có hoài nghi, ngay sau khi người phụ trách thông báo các tuyển thủ xếp hàng theo đúng thứ tự vào vị trí và chạy. Đồ mà Mahiru cần mượn là Amane nên muốn bạn đi cùng mình và ngược lại đồ mà cậu mượn cũng là cô vậy thì chỉ việc cùng nhau về đích. Nhưng cả hai đều bí mật không muốn nói ra đồ cần mượn là gì. Bất ngờ Mahiru nắm lấy tay cậu giữa chặng đường làm đám con trai ghen tị vô cùng. Và cuối cùng hai người đã cán đích đầu tiên, đề bài của Amane sẽ được đọc lên trước nó có ghi người mà bạn cho là mỹ nhân. Tiếp theo là đề bài của Mahiru thì có vẻ biểu cảm của cô và Chitose đều lạ lắm, bởi trong đó có ghi người quan trọng đối với bạn. Nghe đến đây làm cả trường sửng sốt và nam chính của chúng ta cũng không ngoại lệ bối rối quay sang nhìn cô ấy. Quả nhiên về lớp đã bị đám con trai bu vào tỏ vẻ khó chịu vì có bao giờ thấy hai đứa tiếp xúc với nhau đâu. Đã vậy chúng nó hỏi gì cậu cũng trả lời chuẩn sự thật luôn kết thân với nhau từ năm ngoái. Cái tên được đồn đi cùng Mahiru hồi đầu năm với trong tuần lễ vàng cũng là Amane luôn. Còn lý do hai đứa luôn giữ im lặng là vì biết mọi chuyện sẽ trở nên ẩm ý như này. Amane đủ tự tin cho rằng mình và cô ấy rất thân thiết cũng như tôn trọng lẫn nhau nhưng hẹn hò thì không bởi chỉ có cậu đơn phương thôi. Amane cũng không hề có hứng thú với thiên sứ bởi người con gái cậu nhìn ngắm có tên Mahiru. Ngay khi đó cô bước vào nhắc các bạn đừng có bắt nạt người ta nữa. Chúng nó hỏi thì Mahiru cũng khẳng định cậu ấy là người quan trọng đối với mình. Không hiểu sao lại thích người như Amane trong khi còn đầy người khác tốt hơn, cô liền hỏi vặn lại vậy cậu ấy không nổi bật ở điểm nào và yêu cầu chỉ rõ ra. Hắn nói thần thái và gương mặt thì Mahiru khịa lại cậu chọn người yêu chỉ vì vẻ bề ngoài thôi sao? Với lại người khác đâu có quyền xen vào việc cô thích ai và lý do gì. Còn giờ là lúc đính chính lại Amane là người vừa ngầu vừa tốt bụng lại có phong thái điềm tĩnh ấm áp. Cậu ấy vô cùng lịch sự luôn tôn trọng cô và cũng là người đến bên quan tâm giúp đỡ khi có gặp khó khăn. Quan trọng nhất Amane không phải loại người hay đi nói xấu hoặc xen vào chuyện người khác, bọn nó chỉ biết xin lỗi rồi bỏ đi. Chiều tối hôm đó ở nhà anh nhà đã quyết định sẽ nói ra nhưng vấn đề là không biết phải nói như nào ngay sau đó mahiru tới gần cậu ngồi và xin lỗi về việc khiến những ánh mắt không mấy thiện cảm đổ dồn vào amane nhưng cậu không hề giận mà ngược lại cũng nói một lời xin lỗi với bạn vì mình quá nhút nhát lâu nay amane đã vờ như không thấy cảm xúc của mahiru để rồi chọn phương án trốn tránh dường như cô hoàn toàn hiểu cậu đang muốn nói về vấn đề gì bởi hai đứa lúc này đang cùng chung suy nghĩ mahiru cũng không dám tiến tới nếu không biết amane nghĩ gì không thể chậm trễ một giây phút nào nữa, cậu kéo cô bạn lại dịu dàng ôm nhẹ nhẹ vào lòng mà thổ lộ. Đây là lần đầu Amane nghiêm túc thích một ai đó mà trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, vì chuyện buồn trong quá khứ cậu cho rằng bản thân không thể yêu ai đó từ tận đáy lòng được. Nhưng không ngờ mọi thứ đã thay đổi khi lần đầu gặp Thiên sứ, một cô gái lạnh lùng không thẳng thắn và chẳng hề dễ thương, nhưng chẳng biết từ bao giờ Amane dần dần cảm thấy không muốn giữ khoảng cách với Mahiru nữa mà muốn được biết nhiều hơn về cô muốn chạm vào cô và trân trọng từ tận đáy lòng, cậu luôn suy tư xem làm thế nào để xứng đáng được với Mahiru có điều còn chưa kịp làm gì cô đã tấn công dồn dập. Về phía Mahiru cũng vậy, cô lo lắng một người ngầu như Amane sẽ bị người khác giành lấy mất, luôn căng thẳng bởi không biết cậu có thích mình không, còn lúc này đây hai đôi mắt đã nhìn thẳng vào nhau và Amane tự tin thổ lộ mình thích Mahiru hơn bất kỳ ai. Cô cũng đồng ý hẹn hò lập tức rồi hai người trao cho nhau một cái ôm ngọt ngào như thể tuyệt đối không muốn buông tay khỏi đối phương cậu sẽ làm cô được hạnh phúc bằng chính đôi tay của mình và nhất định luôn trân trọng Mahiru. Vậy là đã hết anime thiên sứ nhà bên rồi, nếu thấy hay các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký, mong rằng bộ phim này sẽ có mùa 2 ghê anh em ạ. À.